vẫn diễn ra vào năm sau, bất kể kết quả thế nào. Tôi không hề cảm thấy lo lắng, cho dù kết quả là gì đi nữa, tôi sẽ vẫn quyết tâm đi theo con đường đã định và làm những điều tốt nhất vì lợi ích quốc gia và người Thái Lan. Sự chia rẽ trên chính trường Thái Lan cho thấy một thực tế, cho dù kết quả cuộc trưng cầu dân ý ra sao, thì tiến trình tiến tới một nền dân chủ toàn diện ở đất nước Chùa Tháp xem ra vẫn còn khá dài. Và trên hết, những bất đồng sâu sắc giữa các phe phái khó có thể được khỏa lấp trong một sớm một chiều. Khi đưa ra bản dự thảo hiến pháp, phe quân sự cho rằng họ là lực lượng duy nhất có thể duy trì sự ổn định trong một đất nước đã bị chia rẽ nghiêm trọng. Tuy nhiên, một trong những điều gây tranh cãi nhất trong dự thảo hiến pháp mới là việc NCPO sẽ bổ nhiệm 250 ghế trong Thượng viện khóa mới. Trong một quốc hội lưỡng viện, số đại biểu do quân đội chỉ định này có vai trò rất quan trọng, thậm chí có thể tác động đến quá trình chọn thủ tướng tiếp tục là một người từ quân đội. Thêm vào đó, từ kinh nghiệm của lần trưng cầu dân Ý năm 2007, thì ngay cả khi tỷ lệ đi bầu cao, phe quân đội vẫn có thể can thiệp bất cứ lúc nào. Sự ổn định lâu dài với chính trường Thái Lan, nếu có cũng sẽ phải chờ đợi cho đến sau cuộc tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào năm tới. Đến thời điểm này tại Thái Lan, an ninh vẫn đang tiếp tục được thắt chặt, khi mà đã có không ít cảnh báo từ giới chức về việc người chơi game Pokemon Go có thể đi vào các điểm bỏ phiếu để săn những sinh vật ảo. Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi ngày hôm qua mùng 6 tháng 8, binh đoàn Pokemon đã cùng lúc đổ bộ 15 quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Thái Lan, Việt Nam và ngay lập tức đã gây sốt trong giới trẻ. Giới chức lo ngại những người chơi sẽ vô ý gây náo loạn khu vực bầu cử vì tìm Pokemon. Kể từ khi trình làng tại Mỹ, Australia và New Zealand từ đầu tháng 7 cho đến nay, Pokemon Go không chỉ gây sức hút mãnh liệt mà còn chứng tỏ được khả năng kết nối các thế hệ khi hơn 200 người ở Hong Kong đủ mọi lứa tuổi đã xuống đường tham gia sự kiện đi bộ săn Pokemon đầu tiên của thành phố này và cũng là lần đầu tiên trên thế giới. Sự kiện có tên Pokwalk do Prestart tổ chức. Đại diện của Prestart cho biết, có những thế hệ người Hong Kong lớn lên cùng với Pokemon và những chú thú ảo này đã trở thành một phần của cuộc sống. Pokemon là một phần trong giấc mơ tuổi thơ của tôi. Tôi đã rất muốn tổ chức những cuộc thi như thế này và hôm nay nó đã trở thành hiện thực. Tham gia cuộc thi, người chơi sẽ phải săn được 12 chú Pokemon quan trọng nhất cùng những chú Pokemon hiếm trong một khoảng thời gian cụ thể. Hiện chưa nơi nào trên thế giới tổ chức một cuộc thi như thế này. Tôi đã rất tò mò và tự hỏi cuộc thi sẽ diễn ra như thế nào. Và cuối cùng, tôi đã tham gia cuộc thi. Những người tham gia sự kiện diễn ra tại trung tâm tài chính Central ở Hong Kong đã bày tỏ sự vui vẻ khi được gặp những người ở nhiều lứa tuổi cùng đi săn Pokemon. Nhiều người thậm chí còn bỏ cả bữa trưa để đi săn thú ảo. Con trai tôi vừa thi violon xong, nếu không có sự kiện này thì hẳn là bố con tôi đã về nhà, đóng cửa, bật điều hòa và mỗi người ôm một cái điện thoại. Hôm nay trời khá nóng nhưng chúng tôi rất vui, cuộc thi thật tuyệt. Giành chiến thắng chung cuộc là Frankie Chu, một sinh viên 21 tuổi. Cậu dự định sẽ giành phần thưởng trị giá 386 đô la Mỹ để trả tiền học phí. Khi nghe tên mình được sướng lên, tôi đã rất phấn khích, tôi đã phải chạy loanh quanh mệt nghỉ để bắt được chúng. Để đảm bảo an toàn cho những người tham gia sự kiện, khoảng 10 cảnh sát và nhân viên ban tổ chức phải giám sát để nhắc nhở những người chơi không bất cần khi sang đường trong lúc mải chạy theo Pokemon. Cơn lốc Pokemon Go đã khiến hàng loạt người chơi ở những quốc gia mà nó xuất hiện phải xuống đường để đi săn những con thú ảo. Và Syria, quốc gia đang chìm sâu trong các cuộc xung đột, cũng không ngoại lệ. Bất chấp chiến tranh, hiểm nguy tại các vùng chiến sự, rất nhiều thanh thiếu niên Syria vẫn đổ ra đường đi bắt Pokemon. Hành động lạ lùng này đã được một nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp tại đây ghi lại. Khu vực Đông Ghouta, thành phố Duma, Syria. Đây là một trong những khu vực chiến sự ác liệt nhất tại quốc gia Trung Đông này, nơi mà chiến sự diễn ra bất kể ngày đêm và bom đạn rội xuống khắp nơi trong cả khu vực. Tuy nhiên, các thanh thiếu niên ở đây đang muốn tạo nên một sự khác biệt khi sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình, leo qua các tòa nhà bị hư hỏng bởi bom đạn để bắt những con quái vật ảo. Đôi khi rất khó để bắt Pokemon vì chúng xuất hiện trên nóc của các tòa nhà bị phá hủy hoặc ở giữa khu vực chiến sự nguy hiểm. Đó là lý do tại sao trò chơi này không phổ biến ở Syria, mặc dù đang rất phổ biến ở các quốc gia khác trên thế giới. Một vấn đề khác cũng ảnh hưởng tới việc chơi trò chơi là các game thủ muốn truy cập Internet thì buộc phải thông qua một proxy đặc biệt.
Thật khó khăn vì nhiều nơi tại đây không được phủ sóng Internet. Chúng tôi đã phải kết nối thông qua Viber để tải game về. Chúng tôi cài đặt ứng dụng bởi vì chúng tôi muốn thử trò chơi này tại Syria và đặc biệt trong khu vực Đông Ghouta. Cực kỳ nguy hiểm, nhưng đây lại không phải là một hành động điên rồ của các game thủ cuồng Pokemon Go. Mục đích của hành động này là nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về các cuộc xung đột ở Syria, cũng như tạo nên sự chú ý tới cộng đồng game thủ trên toàn thế giới. Có thể nói, Pokemon Go đã mang đến một làn gió mới so với những trò chơi trực tuyến đã gây nhàm chán trong nhiều năm qua. Bởi lẽ với nó, nhiều người không chỉ được sống lại những ký ức của tuổi thơ, mà còn có thể vận động nhiều hơn so với việc chỉ ngồi sống ảo trên các trang mạng xã hội, điều mà phần lớn chúng ta vẫn thường hay làm. Không chỉ vậy, trò giải trí này còn mang đến những cơ hội kinh doanh béo bở cho những cái đầu nhanh nhạy. Đi trên những con phố đông người tại nước Mỹ, người ta có thể dễ dàng nhận ra sức hút của trò chơi Pokemon Go đối với giới trẻ. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, họ có thể tải và chơi trò chơi này ở mọi lúc mọi nơi. Trên máy của người chơi Pokemon Go có một tấm bản đồ giống như bản đồ định vị GPS bình thường, nó trùng khớp với những khu vực xung quanh họ. Nhưng có điều khác biệt là có những con thú Pokemon ảo được bố trí rải rác trên đó. Khi đi đến gần nơi được đánh dấu Pokemon, chiếc điện thoại sẽ rung lên báo hiệu, sau đó người chơi sẽ bắt chúng bằng một quả bóng ảo. Chàng thanh niên 16 tuổi này là một trong số những người rất yêu thích trò chơi Pokemon Go. Điều làm tôi cảm thấy thú vị về Pokemon Go đó là nó có thể giúp những người chơi thuộc nhiều nhóm tuổi khác nhau đến gần với nhau hơn. Và không chỉ chơi Pokemon Go, Miguel Kun còn phát triển một phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động, giúp người chơi dễ dàng xác định được những địa điểm có Pokemon mà không cần phải đi đến gần chúng. Bên cạnh tham gia trò chơi này, tôi còn muốn được làm việc một cách chuyên nghiệp và lâu dài ở lĩnh vực công nghệ. Tại Mỹ, chơi Pokemon Go cũng đã trở thành một xu hướng. Sự hấp dẫn của trò chơi này còn khiến nhiều người sẵn sàng chi $20 cho mỗi giờ đồng hồ tham gia các buổi huấn luyện truy tìm Pokemon, một hình thức kinh doanh mới của Lewis Gutierrez. Mỗi ngày tôi dành 10 giờ đồng hồ để cùng bạn bè mình ra ngoài và giúp đỡ những vị khách muốn biết cách chơi Pokemon Go, và dịch vụ này thực sự đang rất được hưởng ứng. Sức hút của trò chơi này cũng đang lan tỏa ở nước Anh. Nhiều nhà hàng ở thủ đô London cũng bắt đầu cho ra những món ăn độc đáo mang chủ đề Pokemon. Còn ở Indonesia, nhiều con thú Pokemon ảo được các nhà cung cấp dịch vụ giấu trong viện bảo tàng. Điều này đã góp phần lôi kéo bước chân của nhiều bạn trẻ đến đây tham quan. Ngày nay, các bạn trẻ thường không muốn đến những khu di tích hay viện bảo tàng như thế này, và Pokemon Go đã thực sự giúp ích trong việc cải thiện vấn đề. Bên cạnh giúp mở ra nhiều dịch vụ vui chơi giải trí ở nhiều nước, việc Pokemon Go nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng cũng tạo ra không ít cơ hội kiếm tiền thông qua các trang mạng Internet. Đến một thời điểm nào đó, các trào lưu dù rất được công chúng hưởng ứng, rồi sẽ thoái trào và những hình thức kinh doanh liên quan cũng sẽ dần bị thay thế. Song với sự xuất hiện số lượng lớn các hoạt động kinh doanh có liên quan đến trò chơi Pokemon Go ở nhiều nước, không thể phủ nhận rằng trò chơi này đã thực sự thành công. Hấp dẫn là vậy, song người chơi Pokemon Go trên thế giới cũng vướng phải không ít tình huống giờ khóc giờ cười khi mải mê săn thú ảo. Tháng trước tại Indonesia, một người Pháp đã bị tạm giữ và thẩm vấn suốt nhiều giờ sau khi đi vào một căn cứ quân sự để tìm Pokemon. Bên kia Thái Bình Dương, hai thiếu niên đã bất cẩn đi qua biên giới Mỹ-Canada khi mải bắt một Pokemon hiếm. Pokemon cũng có những mặt tiêu cực khi đã xảy ra hiện tượng dùng Pokemon để lừa người chơi đến một chỗ vắng và tiến hành cướp, hoặc những trường hợp người chơi bị tai nạn giao thông do không quan sát đường. Hy vọng rằng mỗi người chơi trong chúng ta sẽ tiết chế được niềm đam mê, đừng để những giây phút ham vui mà gây nguy hại đến tính mạng của bản thân và những người xung quanh. Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay cũng xin dừng lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các quý vị trong các chương trình tiếp theo.